Để chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết thiên tai trong thời gian tới, huyện Ngọc Hội xây dựng các phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy nổ, cháy rừng, kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa và công tác quản lý vận hành để đảm bảo an toàn công trình. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết khác, sẵn sàng huy động các lực lượng phương tiện tham gia cứu hộ người, tài sản và công trình khi có sự cố do thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, ra soát những thôn, hộ dân cư sinh sống gần khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, sạt lở đất đá, kịp thời cảnh báo để người dân biết chủ động ứng phó. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng hạn hán thiếu nước nhưng trong năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại hơn 22 hecta. 10 dông, bão lũ làm hai người dân thiệt mạng, nhiều nhà cửa, công trình công cộng và diện tích sản xuất của nhân dân bị ảnh hưởng, hư hỏng với tổng thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng.